Lại đi. Má đập đầu bây giờ. Đẩy nó nữa. Chạy đi, chạy đi con. Anh Minh mới chạy không? Anh Minh không à? Nó ui giời. Rồi đạp đi con, đạp đi. Rồi đạp đi. Rồi đạp cái chạy luôn, đạp cái. Đẩy lên cái chân kia. Đẩy chân kia đạp. Đúng rồi. Rồi. Đẩy xe một cái. Đẩy một cái rồi đạp. Rồi đạp đi, đạp đi. Đạp luôn. 2 3 2 3. Nhanh. Nhanh lên. Bộ lấy chân một chiều cái mà đấy 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 đúng rồi. Anh đừng có đẩy, anh đẩy nữa ấy sao? Anh đừng có đẩy nó. Ghê 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 ghê. Nhìn đằng trước kìa. Xe mà cứ nhìn ở dưới. Nó buông tay đấy chứ. Mẹ mày. Mày đặt buông tay nữa. Chưa chạy vững mà đặt buông tay. Này nhanh ý. Chắc tập 2 ngày là biết chạy liền. Thả tay đây nha. Kêu thả tay chứ phải kêu nó buông tay đâu mà nó buông. Thả tay ra. Chạy đi. Đi. Anh đừng có đẩy. Đạp luôn. Đạp luôn 2 3. Ôi đây. Được á nữa đi. Nữa đây. Ra lên ba đồ trước cho. 2 3. Rồi. Ghê. 2. Nữa. Ra lên ba đồ trước. Ghê. Con có chạy lại con đạp đi con đạp đi đi. Sao vậy? Bung sen rồi. Nhanh lên. Ôi trời ơi. Em mau nhấc cái đi, em mau đẩy. Ghê. Ô, cái gì vậy? Quay lại. Hai, ba. Con nhấc cái đi. Đẩy một cái đi. Còn một chân con đẩy, một chân con đạp. Con đẩy đi, con lấy chân đẩy đi. Một chân đẩy, một chân đạp. Đó. Đẩy. Chân bên kia đẩy đi, chân bên kia nhấc. Con đẩy một cái, con nhún lại trước một cái là nó chạy. Rồi, con đẩy một cái đi, lấy chân đẩy. Đẩy. Không phải. Nè, con lấy chân này. Này, từ từ bỏ chân xuống. Rồi, con đẩy một cái này. Con lấy chân này, đẩy một cái rồi con. Đạp. Đấy. Rồi, con đẩy đi. Đẩy đi chứ. Chân xoài đẩy đấy. Rồi, đẩy. Chân này xoài. Cái này bố đẩy một cái, đẩy đúng rồi. Đúng rồi. Anh Minh bị trúng hết rồi. Anh Minh hư rồi, làm xấu vậy. Em mau đẩy một chân đi đã. Anh Minh nhìn cho em kìa. Có chừng. Từ từ, ngại em.
bên này. Bố đẩy đi, bố đẩy đi. Bố đẩy trước đi, đẩy đi. Đó, đó rồi nhấc. Một chân đẩy, một chân nhấc. Chân đẩy, chân chạy, đẩy đi. Ôi giỏi quá. Đó, lấy, 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 lấy. Đập, nhanh lên. Con đẩy đi đã, con đẩy đi đã. Đúng rồi, rồi đạp luôn. Hai ba, ôi đạp luôn, đạp luôn, đạp luôn. Con cầm cái tay lái cho vững vô, đạp nhanh lên. Rồi đạp. Mạnh lên, mạnh lên, rồi. Đạp lên, hai. Trời ơi. Rồi. Em bố thắng rồi. Chị thắng đó chính là em bố. Chính xác, tưởng mày chứ. Nhận được cái hồ sơ hôm qua chưa? Nhận rồi. Rồi 1, 2, 3, ai thắng? Ai nói anh á, anh biết không biết nó chơi điểu không? Đứng đội xuất phát, nó đẩy một phát lên dưới kia rồi. Thằng bôi bắt đầu đạp. Con đừng có cầm sát vô. Đứng chỗ xuất phát, đứng đàng hoàng. Nha. Rồi đứng lại. Một, hai, ba. Khoan, khoan. Nhanh. Không được, chơi lại. Chơi lại. Chơi lại, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Đứng đây. Khoan nha, đứng trụ. Chưa. Khi nào mẹ chưa chạy là chạy. Khoan, đứng bằng nhau, đứng bằng nhau. Chưa. 2 3 Con đẩy nhanh hơn. Không được, anh Minh phạm luật rồi. Không được, phải đạp, quay về lại. Em bố qua đây, em bố qua đây. Em bố qua đây. Rồi quay về điểm xuất phát lại bên kia. Không được phạm luật nha. Hai đang đứng xích ra ra. Đứng xích ra. Khoan. Rồi khoan khoan. Khi nào điểm tính. Chưa, từ từ. Cái này là phải giữ bình tĩnh, anh Biên không giữ bình tĩnh được rồi. Biên thua rồi, Biên mà đi thi cái này chắc khóc. Ý là thi là anh ta hết rồi, nó sợ. Khoan, khoan. Khoan, chú. Chị, nhớ lên. Đây, người chiến thắng. Quay lại đây, con quay lại đây. Sẽ công bố kết quả người chiến thắng là ai đây ta? Từ từ, anh mới đứng lại. Cô Nhiễm, cô Sóc bảo ai chiến thắng? Ai? Ai đây? Hai nhân vật này là ai đây ta? Người chiến thắng, yeah! Vô địch. Vô địch. Anh Minh, trời ơi, anh Minh vậy mà nhát nhờ. Tự nhiên la làm gì sao mà... Ôi, ok cho đội xe bị đặt cái. Khoan nha. Chưa. Quay lại. Quay lại hôm qua. 3 điểm nha. Bò quay lại. Không, xích xuống dưới kia. Bò, anh đổi điểm đi. 1, 2, 3. Vô. Thằng Bi nó cũng cuồng, nó không đạp được.
Lại bắt đầu nè, bắt đầu nè. Một màn nữa thôi nha. Khoan, đúng. Xin lên tí. Khoan nha. Nhá. À con thì có, ai bảo con phải giữ bình tĩnh. Tự nhiên. Mẹ chơi anh đàn. Thôi bây giờ chơi lại từ đầu này. Lần này là không bị thắng thua nha. Một lần nữa thôi nha. Rồi Bin. Anh Bin phải giữ bình tĩnh, xây lại rồi. Bin xây lại rồi. Tránh xa nha ra. Khoan, em bỏ đứng bên đây đi. Khoan, từ từ, đứng em. Chưa. Để lấy hết đường dài. Chưa. Rồi. Nhanh lên. Nói chung là như vậy thì đã biết ai thắng hay thua rồi. À đây, người chiến thắng đây. Em Bo phát biểu vài câu. Em Bo thấy thế nào? Thấy vui thế nào? Vui quá hả? Vui vì con được thắng hay là sao? Người chiến thắng sao? Việt Nam sao? Giơ tay lên. Giơ lên. Việt Nam vô địch. Nhanh lên. Ok. Ôi giời, một kẻ thắng cuộc đang khóc. Ôi, tự con chạy thua đã cho nó khóc kìa. Chân bệnh thì có gì đâu. Em Bo dòng xe vào đây. Em Bo thắng cuộc, em Bo giỏi cho kìa. Con chạy là đấy. Con chạy lại đấy, con dòng xe Bin về chạy được không? Chạy đi. Leo lên chạy luôn. Không nặng, đạp đi. Chạy đi. Chậm thôi. Rồi thắng. Giỏi quá.